hiếm thị trường nào vui như nước Mỹ. Từ cổ phiếu, Bitcoin đến vàng, đồng đều đang mang tiền về cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư Mỹ hiếm khi gặp được một chuyện tốt như bây giờ, khi mà giá của hầu hết mọi loại tài sản, từ nhà ở đến cổ phiếu và tiền ảo đều tăng vọt. Nhà đầu tư vớ bẩm. Hôm ngày 17 tháng 5, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã kết phiên trên mốc 40.000 điểm khi các nhà giao dịch được hưởng lợi từ một môi trường gần như hoàn hảo. Đó là lợi nhuận doanh nghiệp ổn định, tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát hạ nhiệt. Hầu hết mọi tài sản đều đang tăng giá, từ giá các cổ phiếu lâu đời trong Dow Jones, cổ phiếu công nghệ tăng trưởng nhanh cho đến Bitcoin và các đồng tiền ảo khác. Ngay cả vàng và các kim loại quý cũng thăng hoa. Các nhà đầu tư không thích rủi ro cũng có rất nhiều lựa chọn, chẳng hạn như chứng chỉ tiền gửi có tỷ suất sinh lời khoảng 5%, trái phiếu rác và những khoản đầu tư có thu nhập cố định khác cũng tăng theo xu hướng chung. Chia sẻ với Wall Street Journal, ông Ben Inker, đồng trưởng bộ phận phân bổ tài sản tại hãng đầu tư GMO cho biết, môi trường đầu tư nói chung hiếm khi hấp dẫn như vậy trong 24 năm qua. Ông đánh giá, nhà đầu tư đang có rất nhiều lựa chọn phù hợp, ví dụ như tuy cổ phiếu tăng trưởng vẫn đắt đỏ nhưng phần còn lại của thị trường thì không. Mặc dù nhiều người Mỹ có cái nhìn tiêu cực về nền kinh tế, một phần do giá cả không ngừng tăng cao, họ lại lạc quan hơn khi nói đến chứng khoán. Jakima Peterson, một chuyên viên trang điểm 35 tuổi ở Brooklyn, New York cho biết, cô hy vọng danh mục đầu tư của mình sẽ lớn mạnh hơn nữa. Một phần vì các cửa hàng vẫn đầy ắp khách khi cô bước vào Bedford Goodman và Sephora để mua đồ trang điểm. Peterson bắt đầu chơi cổ phiếu vào tháng 3 năm 2020 khi đại dịch Covid-19 buộc cô phải ở yên trong nhà. Mọi người sẽ phàn nàn về mọi thứ, nhưng họ vẫn mua sắm như thường, cô nhấn mạnh. Đà đi lên của thị trường chứng khoán diễn ra theo hai giai đoạn. Năm ngoái, thị trường tăng điểm khi nhà đầu tư kỳ vọng tỷ lệ lạm phát giảm sẽ cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất. Gần đây hơn, nhà đầu tư thấy nhẹ nhõm khi thu nhập của doanh nghiệp vẫn ổn định và cơn sốt trí tuệ nhân tạo AI nổi lên. Những người lạc quan cho rằng AI có thể nâng cao năng suất lao động, giúp phát triển các loại thuốc mới v.v. Một số khác còn chỉ ra những lợi ích tiềm năng khi doanh nghiệp nỗ lực đưa chuỗi cung ứng trở về quê nhà, một xu hướng được các nhà kinh tế gọi là reshoring. Ông Gary Cohn, hiện là phó chủ tịch IBM và từng là giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ nhận xét, về cơ bản, chúng ta đã thay đổi nền kinh tế. Các công ty đang đầu tư vào Mỹ nhiều hơn so với trong quá khứ. Ngay cả những người từng hoài nghi cũng đang có thiện cảm với cổ phiếu. Hồi tháng 1, nhà quản lý danh mục cấp cao của Neuberger Berman là Stephen S. Manchin chia sẻ với CNBC rằng ông lo ngại mọi người đang quá lạc quan trước thềm năm mới. Giờ đây, ông S. Manchin cho biết thị trường đang có vị thế tốt hơn so với những năm 1990, thời điểm mà tỷ lệ thất nghiệp cũng duy trì ở mức thấp và tâm lý phấn khích về Internet đã góp phần tạo ra cơn sốt công nghệ. Ông Chris Davis, chủ tịch của hãng đầu tư Davis Fund, thường mô tả mình là một người hay lo nghĩ. Song, bây giờ ông nói, thị trường có rất nhiều cổ phiếu có giá hấp dẫn và tôi có cảm giác đây là một kịch bản Goldilocks. Thiếu mất những người bi quan. Nhìn chung ngày càng nhiều nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn, nhưng đây lại là một mối lo khác. Sự lạc quan dường như có lợi cho thị trường, nhưng các nhà phân tích có xu hướng bất an khi hầu hết các nhà đầu tư đều suy nghĩ tích cực về điều đó, cho thấy có rất ít phe gấu chấp nhận đầu hàng và bắt đầu mua vào. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng thường không giỏi tính toán thời gian và đôi khi trở nên quá phấn khích ngay trước một đợt thoái lui. Hệ số bull trên bia của Investor Intelligence cho thấy, trong tuần tính đến từ ngày 15 tháng 5, tâm lý lạc quan đang lan rộng với 56,5% số người được hỏi cho biết họ có góc nhìn tích cực và chỉ 17,7% thấy tiêu cực. Nhà kinh tế S. Sardini cho hay, SP500 hiện đã tăng gần 50% so với mức thấp nhất của thị trường giá xuống vào tháng 10 năm 2022, nên dễ hiểu hầu hết các nhà đầu tư đều lạc quan. Ông Zardani là người có nhận định tích cực về thị trường so với hầu hết các đồng nghiệp trong hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, ông đang lo ngại về sự thay đổi nói trên. Một số người cho rằng triển vọng tươi sáng của nền kinh tế Mỹ chỉ là ảo ảnh và rắc rối sẽ trở nên rõ ràng hơn vào cuối năm nay. Nhà kinh tế trưởng Joseph Lavona
của SMBC Nikko Security lưu ý, giá nhà kỷ lục và lãi suất đi vay thế chấp cao sẽ khiến cho nhiều người Mỹ khó mua nhà. Tình hình tài chính của thế hệ Baby Boomer nói chung và những người giàu có khác vẫn ổn định, nhưng các quan chức Fed đã nêu lo ngại về các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Theo biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Fed, nhóm những người tiêu dùng này đã cạn kiệt tiền tiết kiệm và có thể đang chịu thêm nhiều áp lực. Các quan chức Fed đề cập đến việc các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình ngày càng dùng đến thẻ tín dụng và dịch vụ mua trước trả sau, cũng như tỷ lệ quá hạn thanh toán đối với một số khoản vay tiêu dùng. Đầu năm nay, ông Lavona từng viết một báo cáo có tiêu đề: "Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ suy thoái, một phần vì ông dự đoán chi tiêu của người tiêu dùng và nhu cầu lao động sẽ chậm lại." Wall Street Journal còn đề cập đến một mối lo tiềm tàng khác. Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ phải trả thêm 1.100 tỷ đô la tiền lãi vay trong thập kỷ tới, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội. Tỷ phú Bill Gross, nhà đồng sáng lập gã khổng lồ PIMCO, cảnh báo rằng chính phủ đã vay nợ và chi tiêu quá mức, khiến cho lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng cao và có khả năng sẽ cản trở nền kinh tế Mỹ. Sớm hay muộn thì lãi suất cao cũng sẽ gây hại cho nền kinh tế, ông nhận định. Bức tường thuế mới của Mỹ sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Chính phủ Mỹ vừa ban hành một gói thuế quan mới áp dụng đối với ô tô điện và một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm bảo vệ tương lai của ngành sản xuất Mỹ. Ngày 14 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói thuế quan mới nhằm vào một loạt mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng giá trị ước tính lên tới 18 tỷ đô la, trong đó có ô tô điện, chip điện tử, tấm pin mặt trời, nhôm, thép, khoáng sản hay sản phẩm y tế. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại New York dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết, trong gói thuế quan mới, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden giữ nguyên mức thuế từng áp dụng dưới thời của người tiền nhiệm Donald Trump với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, song sẽ tăng mạnh thuế đánh vào một số mặt hàng khác. Cụ thể, thuế ô tô điện sẽ tăng gấp 4 lần lên 100% và thuế chip điện tử tăng gấp đôi lên 50%. Phát biểu với báo giới, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai khẳng định việc Mỹ tăng thuế là chính đáng. Ngay lập tức, Trung Quốc ngày 14 tháng 5 tuyên bố sẽ đáp trả. Bộ Thương mại nước này cho hay Trung Quốc phản đối Mỹ tăng thuế và sẽ có biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình. Trong bài bình luận cùng ngày, chuyên trang tài chính Reuters Business cho biết gói thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắm vào ô tô điện Trung Quốc và các mặt hàng chiến lược khác là bước đi nhằm bảo vệ tương lai ngành sản xuất của nước Mỹ. Song động thái này có thể sẽ đẩy nhanh việc dịch chuyển dây chuyền sản xuất của Trung Quốc sang những nước khác để lách luật. Theo giới chuyên gia thương mại và các quan chức Mỹ, nếu không có những nỗ lực cương quyết để cắt đứt dòng hàng hóa trung chuyển hoặc sơ chế Trung Quốc từ Mexico và các nước khác, thì những sản phẩm được định giá thấp của Trung Quốc vẫn sẽ tìm được đường vào thị trường Mỹ. Chuyên gia Eswar Prasad, giáo sư chính sách thương mại tại Đại học Cornell và là cựu giám đốc đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tại Trung Quốc, nhận định các mức thuế mới của Mỹ có thể ngăn chặn hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng có lẽ phần lớn hàng nhập khẩu đó có thể đi đường vòng thông qua những quốc gia không bị áp gói thuế quan này. Quý 1 năm 2024, Mexico đã vượt qua chính Trung Quốc để trở thành nhà xuất khẩu số 1 vào thị trường Mỹ với kim ngạch hơn 115 tỷ đô la hàng hóa có nguồn gốc liên quan tới Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, ngày càng xuất hiện nhiều tâm lý lo ngại rằng quốc gia Trung Mỹ sẽ trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa Trung Quốc để lách thuế Mỹ. Tháng 4 vừa qua, giới chức Mỹ đã gây áp lực buộc Mexico phải từ chối các khoản ưu đãi đầu tư dành cho những nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai cho biết bà quan ngại mối quan hệ thương mại của Mexico với Trung Quốc và sẽ theo dõi sát sao trong thời gian tới để ngăn chặn mọi hành vi lách thuế. Mexico hưởng lợi lớn nhờ chính sách thuế quan gần như bằng không theo Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada, phiên bản mới của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA. Cố vấn cấp cao của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ Cara Moro nhấn mạnh rằng các cơ chế như Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada là nhằm thúc đẩy hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh ở Bắc Mỹ, chứ không phải để cung cấp cửa sau cho hàng hóa Trung Quốc. Theo giới phân tích, quyết định áp gói thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có thể làm gia tăng áp lực lên châu Âu, do Trung Quốc có thể chuyển dây chuyền sản xuất xe điện, sản phẩm năng lượng mặt trời hay các hàng hóa khác tới cựu lục địa, nơi các biện pháp bảo hộ thương mại thường thấp hơn. Giá vàng sắp phá kỷ lục cao nhất mọi thời đại. Với xu hướng tăng nhanh như hiện nay,
Giá vàng thế giới sớm phá kỷ lục cao nhất mọi thời đại là 2.431,29 đô la một ounce, được thiết lập vào ngày 12 tháng 4. Sáng ngày 18 tháng 5, giá vàng thế giới tiếp tục theo chiều thẳng đứng. Chốt phiên giao dịch gần nhất, vàng giao ngay tăng thêm 1,5%, hiện có giá 2.412,83 đô la một ounce. Với đà này, giá vàng sớm phá kỷ lục cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào ngày 12 tháng 4 với 2.431,29 đô la một ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,3% ở mức 2.417,40 đô la một ounce. Bà Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Security cho biết, giá vàng đang tăng mạnh bất chấp đồng đô la và lợi suất tăng. Trong bối cảnh đó, giá các kim loại khác cũng tăng vì sự tác động của Trung Quốc. Thị trường vàng được nâng đỡ sau khi Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại lớn, trong đó có vàng, công bố nước đi mới nhằm ổn định lĩnh vực bất động sản đang chịu khủng hoảng. Bà Melek cho biết. Trong khi đó, giá vàng chuẩn của London chốt phiên giao dịch tuần mức cao kỷ lục là 2.402,60 đô la một ounce, theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường vàng thỏi London. Ngoài chính sách mới của Trung Quốc, yếu tố tác động giá vàng là lạm phát tại Mỹ. Vàng đang phản ứng với việc lạm phát Mỹ có thể được kiểm soát. Nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, khả năng cao nhất là tháng 11. Lãi suất thấp làm tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi. Bà Melek nói thêm, một ngày trước, ngân hàng Commonwealth Bank of Australia nêu quan điểm giá vàng có thể thấp hơn nếu thị trường thiết lập lại mối quan hệ giữa vàng và đồng đô la. Song, sự bất ổn vẫn tồn tại trong thị trường vàng vài tháng tới. Trong khi đó, Jeff Zundron, chiến lược gia thị trường IG cho rằng xu hướng tăng giá vàng vẫn còn, với mục tiêu tiếp theo là chạm mốc kỷ lục mới. Giá bạc giao ngay tăng 4,8% lên 31,02 đô la một ounce, sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 30 đô la. Lần cuối giá bạc chạm mức 30 đô la một ounce là vào đầu năm 2021. Nhưng việc giá bạc thấp duy trì trong thời gian dài khiến kim loại này giảm giá trị. Bạch kim tăng 2,3% lên 1.081,37 đô la sau khi đạt mức cao nhất trong năm. Giá kim loại này đã tăng 9% trong tuần do thiếu hụt nguồn cung. Palladium tăng 1,2% lên 1.007 đô la.